Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sinray Việt Nam. Hôm nay kênh Sinray Việt Nam đang có mặt tại nhà máy Sinray Việt Nam, cũng xin giới thiệu đến các bạn một cái dòng sản phẩm mới của nhà máy Đông Ben sắp ra mắt. Trước mắt các bạn là cái sản phẩm mà mình đang nhắc tới. Hiện tại thì nhà máy mới đang lên một cái lịch trình để giới thiệu cái dòng sản phẩm này ra mắt thị trường Việt Nam. Thì cái dòng sản phẩm này có cái tên gọi là SRM T20A. Đó. Thì sau này khi mà cái sản phẩm này ra mắt chính thức, nó cũng sẽ mang cái tên là T20A như vậy. Thế nhưng mà cái thương hiệu Đông Ben sẽ được thay thế bằng cái thương hiệu là SRM T20A. Các bạn có thể gọi cái sản phẩm này là cái sản phẩm Đông Ben T20A cũng được. Thì trước đây thì các cái sản phẩm này có một cái màu bạc, thì mình cũng đã từng làm một cái video giới thiệu về cái sản phẩm màu bạc đấy rồi. Thì hôm nay mình đang có trên tay một cái sản phẩm màu trắng sữa như này, thì mình cũng làm luôn cái video cho các bạn xem. Thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái sản phẩm mới của nhà máy Sinray Việt Nam. Thì cái sản phẩm mới này nó cũng sẽ được làm mới toàn bộ, từ nội thất đến ngoại thất cho tới các cái thông số kỹ thuật. Thì trong video này mình cũng sẽ nói cụ thể để cho các bạn hình dung được những cái điểm mới đó. Thì trước tiên này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái logo của Đông Ben đã hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là cái logo SRM đỏ rực như thế này. Đây, chúng ta cũng thấy là một cái thiết kế nó hoàn toàn khác biệt so với những cái sản phẩm Đông Ben khác. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó hiện đại hơn, thanh thoát hơn. Theo như nhà máy trao đổi thì đây là một trong những cái thiết kế mà ở bên Trung Quốc rất là đang được ưa chuộng. Đấy, thì không biết là một thời gian nữa sau khi mà cái sản phẩm này ra mắt thì cái nó có được gây được cái tiếng vang như là ở bên Trung Quốc hay không, thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Trước tiên là chúng ta sẽ có một cái hệ thống mạ chrome nó kéo dài như này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là liền mạch. Đây, chúng ta có cái cụm đèn pha bi xê lông nó đẹp hơn so với các phiên bản khác. Chúng ta sẽ có đèn xi nhan ở đây. Ok, đèn gầm đã được kéo dài ra như thế này, vẫn là halogen thôi. Chúng ta có các cái khe tản nhiệt được kéo dài ra hẳn ở phía đầu như thế này. Đây là một cái thiết kế theo mình đánh giá thì nó hiện đại hơn các cái sản phẩm khác của Đông Ben như là 1021 cũng như là T30. Thì cái sản phẩm này cũng được định hướng, nhà máy cũng định hướng nó là một trong những cái chiếc xe ở cái phân khúc trên 1021 và dưới T30. Về giá thì các bạn sẽ rất bất ngờ về cái giá. Thì cái giá nhà máy cũng đang định hướng cái sản phẩm này ở cái mức giá là dưới 200 triệu. Đấy, thì nó cũng là một trong những cái sản phẩm mà có mức giá chỉ cao hơn cái sản phẩm Đông Ben 1021 một chút thôi, nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều các cái cải tiến. Cải tiến như nào thì mình sẽ nói ở sau. Chúng ta sẽ quay ra đằng sau này, các bạn sẽ nhìn thấy là cái cụm đèn xi nhan cũng được thiết kế lại. Và cái chỗ để bắt biển cũng được thiết kế nó thon gọn hơn và đẹp hơn. Thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mới hoàn toàn. Và nhà máy đã thiết kế lại cái thùng xe này với cái kích thước nó rất là dài. Cái kích thước thùng xe lên đến 2m7. Với cái sản phẩm Đông Ben 1021 thì cái kích thước thùng nó chỉ dừng lại 2m450 thôi. Với Đông Ben T30 thì là 2m9. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái thùng với kích thước rất là lớn, 2m7. Và có thể chứa được rất nhiều các cái mặt hàng ở đằng sau. Mặt hàng mà kích thước nó dài. Tiếp theo là về cái trọng tải, cái sản phẩm này nếu là thùng lừng là trọng tải 990kg. Theo như là nhà sản xuất công bố thì có thể là nó sẽ được thay đổi sau trước khi mà thương mại hóa. Chúng ta sẽ có một cái bộ máy giống với bộ máy DAM, giống với bộ máy của Tomen X30 và T30. Cũng là máy 1.5 với cái công suất là 80kW trên cái sản phẩm này. 80kW và máy 1.5. Nhưng giá thì rất hấp dẫn, chỉ với 200 triệu. Mình nghĩ rằng khi cái sản phẩm này ra mắt thì rất nhiều người sẽ trang bị cái xe này để thay thế cho các cái lựa chọn khác ở trong cùng phân khúc. Chúng ta vẫn sẽ có một cái hệ thống bánh có xăm nhé các bạn. Sản phẩm này là bánh có xăm, díp treo, nhiều hết các cái sản phẩm khác. Những cái sản phẩm khác của Đông Ben thì cũng tương tự như vậy, cũng là hệ thống díp treo như thế này. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy này. Với cái bánh sau chúng ta sẽ nhìn thấy có bốn ốc ở đây là có cái chữ Zinbay, logo của Zinbay.
lốp Kasumina của Việt Nam. Thì hãng cũng bên nhà máy cũng giới thiệu với mình thì cái sản phẩm này có cái trọng tâm nó thấp hơn so với các cái sản phẩm là T30 và 1021, nên nó khiến cho chúng ta di chuyển thì nó sẽ ổn định xe hơn và chúng ta sẽ không cảm thấy lắc lư. Thì đó là một điểm cộng hay điểm trừ, thì phải chờ đến lúc mà cái sản phẩm này ra mắt. Ok, chúng ta sẽ vào cái nội thất để xem có gì khác biệt. Chúng ta sẽ thấy một cái khoang nội thất hoàn toàn mới, với ở đây có cái đường miền, các cái đường viền mạ chrome như thế này, nó kéo dài cho đến cái hộp gió đấy. Ghế thì vẫn là ghế nỉ, chưa phải là ghế da như cái sản phẩm Dome 1021. Thì cái này hoàn toàn là có thể được tùy chọn bởi các cái đại lý. Ok, chúng ta sẽ có một cái vô lăng hoàn toàn mới, vô lăng với bốn cái chấu như thế này. Vô lăng cũng có vẻ bé hơn so với Dome 1021 lẫn là T30. Các bạn sẽ thấy, các bạn nhìn trên video này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó bình thường, thế nhưng mà khi thực tế trải nghiệm thì các bạn sẽ thấy nó bé hơn khá. Cụm đồng hồ thiết kế mới hoàn toàn, chúng ta sẽ chỉ có một cái đồng hồ, một cái màn hình LED để thể hiện các cái thông tin. Để mình mở nó lên cho các bạn xem nhé. Chúng ta sẽ thấy là cái phần bất động sản phát đạt làm chủ đầu tư theo quyết định. FM radio cũng đầy đủ. Ok. Cần số rồi là phanh tay vẫn cho mình để nó cũng không khác gì các sản phẩm T30. Ok. Khóa thì ở cái sản phẩm này thì khác với Dongben 1021 thì cái sản phẩm này được trang bị khóa đồng bộ. Khóa này khóa điện. Đó. Chúng ta sẽ có gương một chạm. Đây, gương một chạm bên này. Điều hòa hai chiều. Ok, và trợ lực lái. Ok, mình sẽ xuống nhé. Ngồi trong này nó rất là nóng. Thì hiện tại là nhà máy cũng trao đổi qua với các đại lý về cái sản phẩm này để tới đây sẽ ra mắt, giới thiệu ra thị trường Việt Nam. Thì mình hy vọng đây là một trong những cái sản phẩm mà sẽ gây được tiếng vang của nhà máy Suzuki Việt Nam. Ok, về tất cả những cái gì mà nó đem lại, từ những cái bộ máy được nâng cấp này, cho tới cái thùng được dài hơn này, cho tới các cái linh phụ kiện nó mang tính đồng bộ hơn, và ở cái phân khúc giá rất là hợp lý như vậy thì nó sẽ được rất được chào đón ở thị trường Việt Nam. Mình sẽ làm một cái clip khác cũng về cái dòng sản phẩm này để các bạn có thể theo dõi ở trong cái kênh video của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn.